Chào mừng các bạn đã đến với kênh Món Ăn Ngon. Hôm nay thì mình sẽ làm nước trộn xoài non kiểu Thái. Và chắc chắn với cái nước sốt trộn này á thì các bạn trẻ rất là yêu thích đó các bạn. Đặc biệt vào mùa này á thì xoài non người ta bán rất là nhiều luôn đó. Ở đây mình mua được 1 ký xoài non này các bạn. Xoài non rất là xanh tươi luôn, còn nguyên cái cuốn luôn nè. Xoài này thì mình mua 30 ngàn 1 ký á các bạn. Và mình thấy ở trên mạng á, có nhiều bạn bán xoài non nè, kèm theo một hũ mắm ruốc nữa. Phần tôm khô á, thì mình sẽ dùng 4 muỗng canh. Ở đây mình dùng cái loại tôm khô loại nhỏ nha các bạn. Còn bạn nào mà dùng tôm khô mà loại to hơn thì các bạn nên ngâm với nước lạnh. Sau đó mình sẽ giã cho nó nát ra nha. Tôm khô này rất là thơm luôn á. Và phần ớt bột thì mình sẽ dùng 1 muỗng canh. Bạn nào mà ăn cay hơn á, thì các bạn có thể tăng lượng ớt bột lên nha. Và mình dùng 6 củ hành tím, 2 trái ớt. Và đây là mắm ruốc nha các bạn. Phần mắm ruốc này thì mình sẽ dùng 4 muỗng canh và 2 muỗng canh nước mắm. Đây là đường thốt nốt, mình dùng 100g. Thường thì người Thái các bạn khi mà làm món ăn người ta hay dùng đường thốt nốt lắm. Và phần nước thì mình sẽ dùng 200ml nha. Rồi, nguyên liệu thì mình chuẩn bị xong hết rồi. Bây giờ thì mình sẽ bắt đầu làm luôn nha. Đầu tiên thì mình sẽ xắt phần củ hành tím và ớt. Mình sẽ xắt lát mỏng nha. Và cái phần đường thốt nốt này thì mình sẽ xắt nhỏ ra luôn. Để khi mình nấu thì nó sẽ mau tan ra hơn. Còn các bạn mà để nguyên tán như vậy mình nấu rất là lâu tan nha. Và bây giờ thì mình sẽ bắt đầu nấu cái phần nước sốt nhé. Mình sẽ cho 100g đường thốt nốt vào trong một cái nồi. Tiếp theo là mình sẽ đổ vào 200ml nước. Và mình sẽ cho hết phần nước mắm vào. Và cho phần ớt bột vào luôn. Sau đó mình sẽ bật bếp lên nhé. Mình để lửa nhỏ thôi nha các bạn. Và nấu cho cái phần đường này nó tan ra. Bây giờ mình sẽ cho vào 4 muỗng canh mắm ruốc. Và cái phần nước mắm ruốc cũng đã sôi lên rồi. Mình sẽ nấu thêm 2 phút nữa nha. Cái mùi mắm ruốc á các bạn nó rất là thơm luôn á. Bây giờ thì mình sẽ cho cái phần tôm khô vào. Và mình sẽ cho cái phần hành tím và ớt vào luôn. Mình nấu khoảng 1 phút nữa rồi mình tắt bếp. Và cái phần nước sốt mình nấu như vậy là được rồi. Bây giờ mình sẽ tắt bếp nhé. Khi nguội lại thì nó sẽ hơi kẹo kẹo đó các bạn. Bây giờ mình sẽ sơ chế cái phần xoài nhé. Mình chuẩn bị đây là nửa thao nước. Sau đó mình cho vào khoảng nửa muỗng canh muối. Khuấy đều lên cho cái phần muối này nó tan ra. Để mình xắt xoài mình cho vào trong đây mình ngâm đó các bạn. Mình ngâm trong nước muối như vậy thì nó sẽ hết cái phần mủ ở trong xoài á. Xoài non cho nên là mình không cần phải gọt vỏ nha các bạn. Mình sẽ xắt khoanh như thế này. Hoặc là các bạn có thể xắt theo chiều dọc cũng được nhé, tùy theo sở thích. Mình xắt cái độ mỏng vừa thôi nha các bạn, khoảng 0,5cm là được rồi. Đây các bạn nhìn nè, cái miếng xoài non rất là ngon nha. Cái hạt ở giữa đó các bạn nó rất là non. Mình tách ra như thế này nè. Để cái hạt này mình bỏ đi, cái hạt này mình ăn rất là chát. Ra xong thì các bạn nên cho liền vào trong cái thau nước muối nhé. Để tránh phần xoài của mình nó bị thâm nè. Mình vừa ngâm với nước muối, mình vừa tách cái phần hạt xoài này ra. Phần xoài này thì mình sẽ ngâm trong nước muối khoảng 5 phút. Rồi mình vớt ra rửa sạch lại với nước lạnh. Thank you.
Rửa sạch xong á thì mình sẽ để cho thật là ráo nước. Mình đổ xoài ra ngoài một cái mâm để bắt đầu mình trộn xoài đấy các bạn. Và cái phần nước sốt này thì các bạn nhớ là để cho thật là nguội rồi mình mới bắt đầu mình trộn nhé. Khi nguội thì nó hơi sệt nhẹ lại như thế này nè. Mùi thì rất là thơm luôn đấy các bạn. Và nó có một cái màu đỏ nâu như thế này nè. Bây giờ thì mình sẽ bắt đầu chan phần nước sốt lên xoài nha. Và khi ăn cái món này thì các bạn có thể trộn thật là đều lên rồi mình ăn nhé. Đây mình sẽ ăn thử nè. Mình sẽ ăn cái miếng xoài này. Wow, nhìn rất là hấp dẫn luôn đấy các bạn. Nghe cái mùi thôi là đã thèm chảy nước miếng luôn vậy đó. Wow, xoài rất là giòn nha các bạn. Và nó có vị chua chua ngọt ngọt nè, kết hợp với lại cái phần nước sốt này á. Nước sốt này nó rất là thơm nè. Và vị thì rất là đậm đà, mặn mặn, ngọt ngọt. Và thơm với mùi mắm ruốc. Thường thì xoài kết hợp với mắm ruốc đó các bạn thì rất là tuyệt vời luôn đó. Đặc biệt là cái món này nè các bạn trẻ rất là yêu thích luôn á. Và cái phần nước sốt này nè các bạn, bạn nào không thích trộn vào với xoài thì khi ăn các bạn cũng có thể chấm cũng được nhé. Xoài thì giòn giòn nè, kết hợp với lại nước mắm ruốc này các bạn, nó rất là thơm. Và có tôm khô vào á, mình ăn nó giòn giòn nữa nè. Và thường thì mình thấy dưới quê đó các bạn, rất là nhiều nhà trồng xoài, đặc biệt là vào mùa này đang là mùa của xoài non đó. Thì bữa sáng á các bạn, xoài nó hay rụng lắm, các bạn nhặt vào và mình làm thêm cái nước sốt này nè. Rất là ngon luôn đó. Thay vì các bạn đi ra ngoài chợ mua thì mình tận dụng xoài ở nhà mình rụng đó, rồi thêm cái phần mắm ruốc này nữa nè. Mình có thể làm được rất là nhiều luôn đó. Do là cái phần nước sốt này đó các bạn, mình nấu với lại đường hút nốt, cho nên là cái vị ngọt nó rất là thanh nè và cực kỳ thơm luôn. Bạn nào mà mình mua không có cái loại đường hút nốt thì các bạn có thể dùng đường cát bình thường cũng được, nhưng mà nó sẽ không thơm như là đường hút nốt nha. Và đặc biệt xoài này nè, các bạn muốn cho nó giòn hơn thì các bạn nên ngâm qua với nước đá, hoặc là mình có thể để vào trong ngăn mát tủ lạnh nhé. Như vậy thì ăn nó sẽ rất là giòn luôn đó. Thái Lan rất là nổi tiếng về ẩm thực đó các bạn. Tuy nhiên nếu mà bạn nào không có điều kiện mua thì mình vẫn có thể tự tay làm tại nhà với cái nước sốt, sốt Thái thần thánh để trộn với xoài non như thế này. Vừa đơn giản nè, nguyên liệu dễ tìm, lại rất là rẻ tiền nữa. Và các bạn ơi, video làm món nước sốt trộn xoài kiểu Thái của mình đến đây cũng hết rồi. Mình chúc cho các bạn làm thành công và ăn ngon miệng nha. Nếu các bạn có yêu thích video của mình thì hãy nhớ like nè, rồi chia sẻ cho bạn bè cùng xem nha. Và đừng quên nhấn nút đăng ký để được đón xem những video mới nhất của mình. Bây giờ mình xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau. Bye bye!